Đồ chơi makeup là người giới thiệu thế giới. Trang web theo dõi giá cho tài sản crypto trong không gian tiền điện tử chèo thuyền giải đấu nhỏ. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái công cụ tuyệt vời để tăng cấp hành trình đầu tư tiền điện tử của bạn và tìm thấy game ẩn tốt. Mọi thông tin mà trang web tuyệt vời này có cung cấp cho chúng tôi. Làm thế nào để đọc thông tin cho mỗi cryptocurrency, tạo và theo dõi danh mục đầu tư của bạn. Tất cả những gì bạn cần biết về coin giới hạn thị trường có trong video này. Không làm gì nữa, chúng ta hãy nhảy ngay vào nó. Vậy ngay bây giờ, chúng tôi đang ở trang chủ chính có tên là MarketCap. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào điều này bằng cách nhập gọi là MarketCap.com và nó sẽ dẫn bạn đến trang web này mà bạn có thể xem tất cả danh sách tiền xu ở đây. Nó sẽ được liệt kê dựa trên quán cà phê thị trường và có rất nhiều thông tin mà bạn cần phải tìm kiếm trên trang web này, và chúng tôi sẽ bắt đầu ngay từ đầu. Vì vậy ngay tại đây chúng tôi có tiền điện tử có tới 19.500 xu đã được liệt kê trên cả mân cả cấp. Một số thay đổi: vốn hóa thị trường của tiền điện tử khối lượng 24 giờ, sự thống trị của Bitcoin và Ethereum, phí gas Ethereum. Và bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ của mình tại nếu đây, có một loạt các ngôn ngữ mà bạn có thể đánh giá và cả các đơn vị mà bạn muốn hiển thị cho tiền của bạn như đô la Mỹ hoặc đổi tại đây lấy Bitcoin. Vì vậy ngay tại đây chúng tôi có logo ở đây. Bạn có thể nhấp vào cái này và bạn sẽ quay lại trang chủ chính. Tiền điện tử, các phần phổ biến nhất mà bạn cần tra cứu. Xếp hạng là đúng. Trang chủ chính mà chúng tôi xem xét. Bạn cũng có thể đi đến phần được thêm gần đây để xem tất cả đồng xu mới vừa được thêm vào Kamer. Nếu bạn muốn xem một số đồng tiền mới, những viên ngọc ẩn mới trong đồng xu đó. Nhưng chủ yếu là tôi sẽ xem xét các danh mục ngay tại đó. Bạn muốn cụ thể hơn trong một số danh mục trong tiền điện tử. Vì vậy danh sách là tất cả các danh mục dành cho bạn ở đây. Ví dụ như vậy, nếu bạn muốn giữ điều đó trong hệ sinh thái chi phí nhiều hơn, họ cũng liệt kê tất cả tiền xu trong hệ sinh thái này mà bạn có thể tra cứu. Và tiếp theo chúng ta sẽ thấy tiêu điểm là tiêu điểm. Nó sẽ liệt kê tất cả các đồng tiền đào tạo, những người mới bắt đầu, những người thua cuộc, và cũng là những khách truy cập được đặt ra và thêm gần đây nhất mà bạn có thể tìm kiếm đồng xu dựa trên kỳ vọng của bạn, đào tạo game thủ và kẻ thua cuộc. Tiếp theo là về bảng xếp hạng toàn cầu. Biểu đồ toàn cầu sẽ có cái nhìn sâu sắc về sự thống trị hiện tại của thiếu tá tiền điện tử trên thị trường tiền điện tử. Người đang nhận được sự chú ý vào quận Kasiyuan. Tiếng Hàn mà bạn có thể kiểm tra cái này. Ví dụ như sự thống trị của Bitcoin Ethereum. Đồng xu Asiber thứ 3 BB để cho đồng xu tiếp theo. Chúng tôi cũng có giải pháp lịch sử. Vâng bạn, đó là vỏ bọc tất cả các dữ liệu lịch sử của thị trường cryptocurrency. Thích nếu bạn muốn biết thị trường trông như thế nào trong vài năm qua, cấu trúc đã thay đổi như thế nào cho đến bây giờ. Bạn có thể vâng dễ dàng chiếm hữu dữ liệu đó vì nó có tới 2013. Vì vậy, ví dụ tôi muốn đặt mức phạt có thể là 2015. Vậy đây là 10 năm qua của toàn bộ thị trường cryptocurrency. Vì vậy bạn có thể thấy tất cả Bitcoin trong đồng xu. Rất nhiều sau này ở đây, nhưng cho đến nay đồng tiền này đã nằm ngoài tắc. Vì vậy đó là tất cả cho các danh mục tiếp theo. Bạn có thể thấy tất cả những thay đổi. Sự thay đổi bạn có thể thấy tất cả âm lượng thanh khoản hàng tuần ghé thăm thị trường. Ví dụ như bát đan là một trong những phổ biến nhất trao đổi trên cờ crypto CVS ngay bây giờ. Ứng dụng tiếp theo cho FIB10 trong chuỗi KBCM. Tiếp theo là thực thể, bởi vì thực thể đã thực sự được đào tạo ngay bây giờ. Vì vậy bạn có thể xem truyện tranh đi các có danh sách về phần thực thể ngay bây giờ. Và bạn có thể xem tất cả các bộ sưu tập thực thể. Hay đó, bạn có thể tìm kiếm tất cả ngôi sao năng lượng tổng thể. Bộ sưu tập hàng đầu này, các bộ sưu tập hàng đầu và bản thân sắp tới của các thực thể. Ví dụ như hôm nay, chúng tôi có một ông sắp tới khác cho các thực thể trong 4 giờ nữa.
và bạn cũng có thể truy cập vào tất cả các liên kết ở đây để thực hiện. Nghiên cứu của riêng bạn thực sự hữu ích đúng không? Cái tiếp theo mà bạn có thể tra cứu là trọng lực. Là một phần mới cho con ma cất cắp, nơi bạn có thể truy cập vào các mạng xã hội mới. Nó hoạt động giống như Twitter, nhưng đặc biệt chỉ dành cho thị trường tiền điện tử. Nghe khá tuyệt phải không? Chúng tôi có chuỗi BB ngay tại đó, và rất nhiều tài khoản đã trượt trên TV trọng lực. Và tôi nghĩ là khá mới. Và bạn cũng có thể đến gặp đồng chí này, giới hạn để nhận thông tin cập nhật về một số dự án crypto mà bạn muốn theo dõi. Vì vậy đó là nguồn cấp dữ liệu của trọng lực. Và một trong những điều tuyệt vời mà bạn có thể làm là về danh sách. Ở đây, nó thực sự có rất nhiều thông tin đúng không? Và bạn có thể tùy chỉnh chúng để thêm một số dữ liệu mà bạn muốn có cho tiền của mình. Ví dụ như vậy, tôi không muốn có nguồn cung lưu hành đến biểu đồ 70. Để làm cho nó đơn giản hơn để tôi viết tắt cho. Và nhà phát triển trong 7 ngày cũng áp dụng các thay đổi. Và nó sẽ áp dụng tất cả cho chúng tôi. Bạn có thể nhấp vào bộ lọc để thêm một số danh mục. Hoặc các thuật toán. Nền tảng. Ví dụ như hệ sinh thái nào bạn muốn có. Như Solana để ví dụ như Metaverse. Và vâng, nó sẽ liệt kê tất cả các đồng xu Metaverse trong các phần. Rằng trên Solana vì vậy. Về cơ bản đó là một số thông tin chung bạn có thể tìm kiếm trên con mắt cấp. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn để đọc một số thông tin cụ thể của Ecoin. Vì vậy ví dụ Ethereum bạn có thể nhấp vào đây. Và chúng tôi liệt kê tất cả dữ liệu và thông tin về những đồng tiền điện tử cụ thể này. Ethereum vì vậy chúng tôi có tất cả các liên kết ở đây. Bạn có thể làm nghiên cứu của riêng bạn, thám hiểm cộng đồng tiền xu đó. Một số liên kết truyền thông xã hội. Mã ngắn và giấy trắng. Bởi vì sự chậm trễ là một blockchain. Vì vậy nó được gọi là nhà phát triển tham gia vào việc này. Và các hợp đồng, tất cả các hợp đồng trên mỗi blockchain công khai. Ethereum đã là nghệ sĩ và thuế. Vốn hóa thị trường hiện tại và vốn hóa thị trường đã giảm hoàn toàn. Khối lượng cung cấp lưu hành. Và bạn có thể tra cứu biểu đồ tại đây. Nó chỉ theo một cách. Và bạn có thể điều chỉnh về thời gian ngay tại đây. Tất cả, để bạn có thể xem phòng của bạn đã hết chưa trong 2015. Và con số này tăng lên 2022. Không chỉ về giá cả, nhưng bạn cũng có thể thấy về vốn hóa thị trường, ngay tại đó. Để xem giới hạn thị trường trong chuỗi như thế nào, nó theo giá cả và vâng. Quan điểm giao dịch, nó cũng bao gồm biểu đồ xem giao dịch ngay tại đây. Mà bạn có thể thấy cụ thể hơn về phân tích kỹ thuật tiến lên một chút. Và bạn có thể xem tất cả các phần ngay tại đó. Mà bạn có thể nhấp vào cái này trên thị trường. Để xem tất cả những thay đổi mà thanh tao giao dịch hiện tại. Vì vậy bạn có thể đi đến các sàn giao dịch đó để giao dịch những đồng tiền này. Dữ liệu lịch sử. Mua thu cao như thế nào mỗi ngày thông tin dự án. Bạn có thể xem tất cả thông tin nhóm ngay tại đó. Những người đồng sáng lập đồng bảo mật dẫn đầu Ulasi. Ulasi đã hỗ trợ một chương trình mới. Hiển thị phân tích xếp hạng. Ước tính đúng rằng từ cộng đồng vâng. Thực sự có rất nhiều thông tin mà bạn có thể tra cứu. Vì thế, đó là lý do tại sao tôi thực sự sử dụng Comaker để làm cơ bản của riêng tôi. Hiểu biết và nguồn lực. Và điều này cũng có một lời giải thích chi tiết thực sự về tử cung. Giải thích chi tiết thực sự. Sau đó bạn có thể đọc và có hiểu biết cơ bản về dự án này. Comaker siêu hữu ích cho người mới. Để làm nghiên cứu của riêng bạn. Và sau đó nếu bạn muốn theo dõi đồng tiền này. Bạn chưa quyết định mua nó. Bạn có thể vào và thêm vào danh sách hộp menu. Để làm được điều đó, bạn có thể cần phải khóa tài khoản của mình. Hoặc bạn có thể tiếp tục với Manning. Và nó sẽ xuất hiện trên phần này danh sách theo dõi. Tiến lên, một trong những điều trẻ trung nhất mà thị trường xe hơi giới hạn giữa chúng tôi trong quản lý danh mục đầu tư. Mà bạn có thể tạo
và theo dõi khoản đầu tư của bạn trước khi làm thêm giờ và điều chỉnh bất cứ lúc nào. Ví dụ như vậy, bạn chắc chắn cần phải khóa tài khoản của mình để bạn có thể truy cập vào danh mục đầu tư của mình ngay tại đó. Tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu ngay tại đây. Vì vậy đây là danh mục đầu tư của bạn. Nó hiện đang trống rỗng và tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó một cách dễ dàng. Nó thực sự đơn giản. Vì vậy bạn đi đến thêm tin tức ngay tại đây. Và vì vậy những đồng tiền mà bạn có nên mua. Ví dụ như vậy, tôi có Bitcoin của mình ở mức giá hiện tại. Một Bitcoin và hành động. Vì vậy tôi hiện có tôi phải 3.000 đô la. Và tôi cũng mua một đồng xu khác. Vì vậy đối với họ chuỗi nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng 500 nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng cũng có gạo hiện tại. Giao dịch. Và nó sẽ liệt kê tất cả các biểu đồ ngay tại đây. Để xem trước đây của bạn đã hoạt động như thế nào theo thời gian. Vì vậy, ví dụ khi bị đánh bại đang tăng lên. Chắc chắn là số dư hiện tại của tôi. Chúng tôi tăng lên và cả Bitcoin vâng. Và cũng xem phân bổ. Vì vậy B và B đã phân bổ khoảng 80% danh mục đầu tư của tôi. Và bạn chị em chỉ 15% nó sẽ liệt kê tất cả ở đây. Và một số thống kê về nhà tiên tri mọi thời đại. Người biểu diễn tốt nhất và người biểu diễn tệ nhất. Vì vậy, ví dụ như tôi đã bán BB với giá 400 đô la. Bạn có thể đến đây và yêu cầu các giao dịch đã bán được 400. 200 ở mức 400 đô la. Vì vậy tôi đã nhận được 80.000 đô la. Bạn có thể hành động ngay tại đây. Và nó sẽ làm tăng tổng lợi nhuận của tôi ngay tại đây. Bởi vì tôi có bên dưới và bán cao. Vì vậy nó sẽ có tổng lợi nhuận ngay tại đó. Và tất cả những gì tôi phải làm là thêm tin tức. Và hỏi với DC và chuyển 80.000. Và nó sẽ hiển thị tất cả danh mục đầu tư của tôi ngay tại đó. Bởi vì tôi có săn bin để đạt được không ép tôi. Vì vậy nó sẽ đi đến điều này. Vâng, nó thực sự đơn giản. Và tôi nghĩ bạn nên theo dõi danh mục đầu tư của bạn theo thời gian và hành động cẩn thận. Bởi vì đó là cách bạn có thể thu hút danh mục đầu tư của bạn một cách dễ dàng. Và bạn có thể tạo nhiều danh mục đầu tư như bạn muốn. Bởi vì ví dụ tôi muốn có một danh mục đầu tư khác. Về cơ bản cho bất kỳ danh mục cụ thể nào. Hoặc chơi game trước bạn. Tôi chỉ đầu tư vào một số trò chơi. Vâng, chính của tôi, vì vậy hãy đưa tôi cho bạn ở đây. Vì vậy tôi đã hỏi một số đồng tiền mới về chơi game. Ví dụ như tôi. Vâng, chúng tôi yêu cầu điều này với danh mục trò chơi của tôi, đó là nó. Về cơ bản đó là những gì bạn cần biết về sử dụng vốn hóa thị trường Ngô để thực hiện nghiên cứu của riêng bạn và tạo danh mục đầu tư của bạn và quản lý nó theo thời gian. Bình luận sao chép cửa chớp, công cụ hữu ích cho người mới bước vào kẻ gian của không gian. Và tôi hy vọng các bạn có thể hiểu rõ hơn về mọi thứ như thế nào ở đây. Vậy là hết video hôm nay. Nếu bạn thích video này và thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và nút đăng ký để bắt kịp các tập mới hàng tuần.